Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, vào tối ngày thứ Bảy, mưa dông cực lớn đã xảy ra ở nhiều nơi tại tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, khiến hơn 40 chuyến bay của sân bay Giang Bắc ở Trùng Khánh đã phải chuyển hướng hạ cánh ở các sân bay khác, khu nội đô ngập trong biển nước. Cơn bão ở Tứ Xuyên cũng kéo theo mưa đá, khiến 25.000 du khách tham gia lễ hội đèn lồng tự cống bị mắc kẹt và sau đó phải sơ tán. Trước đó, ở nhiều tỉnh thành khác còn có tuyết rơi, dông lốc. Theo truyền thông Trung Quốc, vào tối ngày thứ Bảy, thời tiết cực đoan bất ngờ xuất hiện ở một số thành phố tại Tứ Xuyên như thành phố Giản Dương, Xạ Hồng, Nội Giang, Long Sương. Từ 21 giờ đến 22 giờ đêm hôm qua, các khu vực này xuất hiện mưa đá, gió giật từ cấp 6 đến cấp 9, mưa lớn kèm sấm sét cục bộ. Cùng ngày ở Trùng Khánh cũng có mưa dông lớn. Đài quan sát khí tượng Trùng Khánh đã đưa ra 9 cảnh báo thời tiết khắc nghiệt từ buổi tối cho đến 22 giờ 22 phút đêm ngày thứ Bảy. Theo báo cáo, do mưa lớn, hơn 40 chuyến bay từ sân bay Giang Bắc Trùng Khánh đã tạm thời phải chuyển hướng đến các sân bay khác. Một số chuyến bay đã bị hủy. Một đoạn video trên mạng cho thấy khu vực nội thành Trùng Khánh bị ngập nước nghiêm trọng. Các phương tiện đi trên đường như con thuyền đang rẽ sóng. Ở một cảnh khác là một chiếc taxi bị ngập gần hết, chỉ còn trơ lại phần nóc xe. Kể từ cuối tháng trước đến nay, nhiều nơi ở Trung Quốc liên tiếp xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Từ hôm thứ Ba tuần trước đó đến thứ Bảy tuần vừa qua, một số nơi ở các tỉnh thành gồm Vân Nam, Thượng Hải, Quý Châu, Cam Túc lần lượt bất ngờ xuất hiện mưa đá to như những quả nắm tay đầy khắp mặt đất. Hay ở Giang Tô và Cát Lâm còn xuất hiện gió lốc cuốn phăng mái nhà, bảng hiệu và cây cối. Đặc biệt là hôm thứ Năm, vào thời điểm chỉ cách 6 ngày nữa là tới ngày lập hạ, một số khu vực ở Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc còn có tuyết rơi. Cư dân mạng không khỏi cảm thán, thời tiết cực đoan, dị thường liên tục xuất hiện, cảm giác như bốn mùa đều không còn nữa. Kính thưa quý vị khán giả, theo Trung tâm Thủy văn và Thủy lợi tỉnh Hắc Long Giang cho biết, nước lũ đã vượt có mức an toàn lên tới 4,15 m trên khắp 16 trạm quan trắc ở tỉnh Hắc Long Giang vào lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật. Trong đó, 13 trong số 16 trạm quan trắc này nằm dọc theo sông Hắc Long, 2 trạm dọc theo sông Nội Giang và 1 trạm tại sông Hồ Mã. Một chính quyền địa phương cũng đã xác nhận rằng 8 trong số 16 trạm đang trong tình trạng khẩn cấp vì lũ lụt mức an toàn, tức mức nước lũ tối đa theo thiết kế. Khu vực Tam Đạo Tạp, Trương Địa Dinh Tự, Trường Phát Đồn Giang của sông Hắc Long Giang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, vượt quá mức cảnh báo 4,06 m, cao hơn khoảng 1,9 m so với mức đảm bảo an toàn. Vào lúc 11 giờ 31 phút sáng ngày thứ Bảy, Ủy ban Thủy lợi sông Tùng Liêu thuộc Bộ Thủy lợi đã lại ban hành báo động lũ mức màu cam, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo lũ 4 cấp của Trung Quốc. Lũ ở sông Hắc Long Giang đạt đỉnh ở mức 102,7 m đổ vào huyện Hô Mã lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu, vượt quá mức cảnh báo khoảng 3,53 m. Sông Hắc Long và sông Nội Giang là hai con sông lớn ở tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc Trung Quốc. Sông Hắc Long hay còn gọi là sông Amur ở Nga là con sông dài thứ 10 trên thế giới. Các con sông trong tỉnh Hắc Long Giang được chia thành hai bộ phận do hai cơ quan khác nhau là Ủy ban Thủy lợi sông Tùng Liêu thuộc Bộ Tài nguyên Thủy lợi và Trung tâm Thủy văn và Thủy lợi tỉnh Hắc Long Giang phát đi các báo động lũ. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã ban hành một phản ứng khẩn cấp cấp độ 3 hôm Chủ nhật tuần qua đối với trận lũ lớn đầu tiên của năm nay trên sông Nội. Cô Lữ Diêu, một cư dân địa phương ở huyện Tháp Hà, Hắc Long Giang, nói với The Epoch Times rằng những ngôi nhà ở dọc ven sông ở huyện Tháp Hà đã bị nước lũ cuốn trôi và hoa màu cũng bị ngập. Ngay cả khi nước đã nhanh chóng rút đi thì vẫn quá thời vụ để trồng lại. Cô cho rằng vụ lúa địa phương sẽ mất mùa trong năm nay và giá gạo có thể sẽ tăng. Cô Lữ cho biết khí hậu năm nay ở quê cô đặc biệt bất thường. Trong những năm trước, trời trở nên khá ấm áp sau ngày đầu tháng trước, nhưng năm nay trời có phần lạnh hơn đến cuối tháng này. Hơn nữa, đã có hai trận lốc xoáy trong năm nay đều chưa từng xảy ra ở khu vực này trước đây.
Cô Lôi Dĩnh, một nhân viên tại Bộ phận Bảo tồn nước địa phương ở thành phố Hắc Hà, nói với The Epoch Times rằng đã có những trận mưa xối xả tại Hắc Long Giang trong năm nay, khiến mực nước sông dâng cao. Các nhà khí tượng học địa phương cho rằng đó là do xoáy cực từ Bắc Cực, một luồng khí lạnh xoáy với tốc độ cao. Cô Lôi tiết lộ rằng không có nhiều mưa ở lưu vực sông Hắc Hà trong năm nay, nhưng thượng lưu của sông Mạc Hà đã hứng lượng mưa của một tháng chỉ trong một ngày. Hậu quả là nước tràn lên bờ đã phá hủy hoàn toàn nhà cửa và ruộng đồng ven sông. Cô được biết là tất cả 5,642 người từ 25 ngôi làng ở 3 huyện dọc con sông này đã được sơ tán. Vấn đề trọng tâm hiện nay là bảo tồn nguồn nước khỏi bị ô nhiễm do lũ lụt bằng cách đắp các con đê cao lên, cô Lôi nói. Các quan chức chính quyền địa phương đang rất hoang mang vì họ phải bảo đảm không có tin xấu nào trước lễ kỷ niệm 103 năm của Trung Quốc. Nhiều người đã làm việc cả ngày lẫn đêm trong nhiều ngày liên tục để bảo đảm an toàn cho con đê. Thật là mệt mỏi, cô nói. Thưa quý vị, hôm đầu tháng này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa lặp lại khẩu hiệu cũ của mình trên thành lầu Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Giang Sơn này chính là nhân dân chính là Giang Sơn này. Nhưng chế trêu thay, trong khi người dân trên khắp Trung Quốc đang phải hứng chịu nạn lũ lụt, vậy mà không một lãnh đạo cao cấp nào của Trung Quốc thậm chí quan tâm đi thăm hỏi bất cứ một khu vực nào đang bị thiên tai. Hình ảnh người dân đi bộ dọc theo sông Dung Giang khi mực nước sông dâng cao sau trận mưa lớn ở huyện Dung An thuộc khu vực Quảng Tây miền Nam Trung Quốc cho thấy lũ lụt đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực khác nhau của Trung Quốc, chẳng hạn như Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, An Huy, Giang Tây và những nơi khác ở các mức độ khác nhau như nhiều video trực tuyến gần đây đã tiết lộ. Sau trận mưa lớn hôm đầu tháng, thủ đô Bắc Kinh cũng ngập trong biển nước. Các hãng thông tấn của chế độ này chỉ đơn thuần là chơi trò chơi phớt lờ và tiếp tục đưa tin về lễ kỷ niệm của Đảng Đỏ. Đúng hơn là các bộ máy tuyên truyền của chế độ này chỉ tập trung vào thảm họa ở hải ngoại mà thôi. Chẳng hạn hôm vừa qua Tân Hoa Xã đưa một loạt tin tức tiêu cực từ hải ngoại như báo cáo tại hiện trường khoảng 20 người mất tích sau trận lở đất ở thành phố Atami, Nhật Bản, tai nạn máy bay quân sự ở Philippines, 40 người được giải cứu, cháy rừng ở Cyprus làm 4 người thiệt mạng. Đối với các thảm họa trong nước, các hãng thông tấn cộng sản chỉ đơn giản là tránh đưa tin về những cập nhật của Ủy ban Y tế Quốc gia về đại dịch. Tân Hoa Xã cũng tàng lơ thông cáo báo chí từ Bộ Quản lý Cứu hộ của Trung Quốc MEM về cảnh báo bão kèm theo mưa lớn nghiêm trọng trong 3 ngày tới. Mãi cho đến hôm thứ Năm, kênh truyền thông này mới chịu đưa tin khi MEM đưa ra cảnh báo tương tự một lần nữa. Cảnh báo này bao gồm các khu vực ở phía nam hạ lưu sông Dương Tử, phía đông nam Trung Quốc, phía đông Hồ Bắc miền Trung Trung Quốc, Quý Châu phía tây nam Trung Quốc, Quảng Tây ở miền nam Trung Quốc, miền Bắc Trung Quốc, đồng bằng Bắc Trung Quốc, nơi sông Hoàng Hà chảy qua đông bắc Trung Quốc. Tất nhiên, Bộ Quản lý Cứu hộ của Trung Quốc không thực sự chuyên tâm dốc vào sự việc này. Sau bản tin hôm thứ Hai đầu tuần thì họ cũng không có thêm báo cáo nào về các thiên tai trong nước hoặc bất cứ thông tin cụ thể về lũ lụt hoặc phương án phòng chống thiên tai nào của họ. Hôm thứ Năm, khi cảnh báo tương tự được đưa ra một lần nữa, Bộ Quản lý Cứu hộ của Trung Quốc nhấn mạnh các hướng dẫn của ông Tập về công tác phòng chống lũ lụt. Đối với những nơi lũ lụt, thiệt hại đối với các công trình dọc bờ đê ở các đoạn sông Amur ở Đông Bắc Trung Quốc chỉ là vô tình được tiết lộ mà thôi. Năm ngoái, lũ lụt ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc kéo dài từ đầu tháng này đến cuối tháng 8. Cuối cùng thì ông Tập cũng xuất hiện ở tỉnh An Huy khi lũ đã rút xuống. Tôi tin rằng ông ấy sẵn sàng để tuyên bố thắng lợi trong trận chiến chống lũ. Tuy nhiên, duy chỉ có Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến Trùm Khánh cùng lúc đó, lội qua bùn và thị sát bãi ngô mục nát. Việc tuyên truyền về thắng lợi chống lũ lúc ấy chỉ còn cách ngừng lại mà thôi. Bây giờ lại là mùa lũ ở Trung Quốc, nhưng Trung Quốc hầu như đều đang che đậy thông tin liên quan. Giới lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc giả vờ như không biết, vậy nên theo lẽ dĩ nhiên cũng chẳng cần phải đến thăm khu vực thiên tai nữa. Đối với đại dịch hiện nay, bộ máy tuyên truyền này đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng ở trong nước. Sau khi hàng chục nghìn người tập trung tại quảng trường Thiên An Môn hôm thứ Tư để dự tiệc mừng 103 năm ngày thành lập Trung Quốc, thì một đợt bùng phát khác chắc chắn sẽ xảy ra. Chứng kiến những trận lũ lụt đang tiến triển với quy mô lớn hơn trên khắp Trung Quốc, liệu quân đội Trung Quốc có được điều động để chống lại lũ lụt hay không có thể là phản ánh trung thực của đợt dịch này. Giới lãnh đạo cao cấp không quan tâm gì đến các khu vực bị thiên tai và thậm chí cũng chẳng buồn diễn trò nữa, rõ ràng Giang Sơn Đỏ này chưa bao giờ vì nhân dân cả.
tác giả Trung Nguyên, là một nhà nghiên cứu tập trung vào hệ thống chính trị của Trung Quốc, quá trình dân chủ hóa ở quốc gia này, tình hình nhân quyền và sinh kế của công dân Trung Quốc. Ông bắt đầu viết bài bình luận cho The Epoch Times Hoa ngữ vào 3 năm trước. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã đệ trình một khiếu nại nghiêm khắc đối với đài BBC của Anh Quốc vì việc đưa tin của đài này về trận lũ lụt ở Hà Nam cũng như một tuyên bố của đài này, việc cách mà các ký giả ngoại quốc đã bị Trung Quốc đối xử. Người đứng đầu ban liên lạc của BBC World Service đã từ chối bình luận về hành động này. Đài truyền hình này đã nói trong một tuyên bố vào tháng trước rằng Trung Quốc nên hành động ngay lập tức để ngăn chặn các cuộc tấn công gây nguy hiểm cho các ký giả ngoại quốc. Câu lạc bộ phóng viên ngoại quốc của Trung Quốc nói rằng các ký giả từ một số hãng truyền thông đưa tin về trận lụt này đã bị sách nhiễu trên mạng cũng như bị cư dân địa phương sách nhiễu, trong đó một số người đã nhận được những lời đe dọa đến tính mạng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trên trang web chính thức của mình, tuyên bố của BBC đang chuyển trắng thành đen. Cơ quan này nói rằng các báo cáo của BBC về lũ lụt ở Hà Nam chính là một sự tấn công vào Trung Quốc và bị thành kiến mà không đưa ra thêm chi tiết nào. Các quan chức cho biết số người thiệt mạng vì lũ lụt hồi tháng trước ở Hà Nam đã tăng lên 350 người hôm thứ Hai, gấp 4 lần con số trước đó đã được báo cáo hồi tuần trước, trong đó hầu hết các trường hợp tử vong được báo cáo ở thủ phủ tỉnh Trịnh Châu. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!